Xin chào các bạn nha, mình là Thùy Lan, là nhân viên xe máy nhập khẩu Hiếu Thành Phát. Địa chỉ cửa hàng là khu phố Phú Nghị, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương nha. Hôm nay mình sẽ review tất cả các dòng xe bên cửa hàng mình có cho các bạn tham khảo nha. Thì không nói dài dòng nữa, đây kế bên mình là một em Sonic nha, Sonic đen vàng nha. Bên mình á, đã cái này là màu sơn 3D nha, đã độ được cho đồ màu sơn 3D cho các bạn nha. Thì em này đã lên phụ kiện nè, ba ga nè, chống đổ trước nè, tay thắng nè, ốc ghi đông, chống đổ sau và phuộc cho các bạn nha. Thì đối với những đồ chơi phụ kiện này á, khi mà các bạn đến cửa hàng có liên hệ trước cho Lan á, thì những món phụ kiện này bên Lan đều giảm giá cho tất cả các bạn nha. Màu sơn 3D á, thì bên mình sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng 1 năm. Có chày xước bong chóc gì cứ các bạn cứ việc đem đến, bên mình sơn hoàn toàn miễn phí cho các bạn nha. Thì mình sẽ giới thiệu tất cả các dòng xe bên mình cho các bạn xem. Bên mình có đầy đủ tất cả các màu hết, màu sơn 3D, màu zin đồ đều có nha. Tùy theo phong thủy của các bạn thôi, các bạn thích màu nào bên mình đều có hết nha. Rồi, tiếp đến cho các bạn nè, Sachia nha. Đây, Sachia. Sachia thì bên mình có đầy đủ tất cả các màu phong thủy nha, tùy theo các bạn nha. Các bạn muốn thích màu nào cũng có hết. Màu sơn 3D thì cũng vậy thôi. Thì nếu mà các bạn có muốn rước em này về á, các bạn chuẩn bị trước cho Lan tầm khoảng từ 7 đến 8 triệu nha. Từ 7 đến 8 triệu thôi. Thủ tục thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần chứng minh hoặc căn cước công dân nha. Hồ sơ duyệt trong vòng 15 phút, không thẩm định, không gọi người thân nha. Thì nếu mà các bạn có muốn rước em này về thì các bạn chuẩn bị cho Lan tầm khoảng là từ 7 đến 8 triệu là được rồi. Bên Lan có đầy đủ tất cả các màu cho các bạn nha. Đây, màu nào cũng được, đẹp hết. Màu nào cũng cá tính hết nha. Với màu sơn này, độ tem này thì bên Lan đều hỗ trợ hết cho tất cả các bạn luôn. Các bạn muốn thích màu nào cũng có hết nha. Đồ chơi thì lên bên Lan lên đủ hết cho tất cả các bạn nha. Đồ chơi các bạn muốn lên đồ chơi nào, cao cấp nào bên Lan đều có hết. Thì khi mà các bạn đến với cửa hàng á, thì có liên hệ trước cho Lan, gọi số hotline nha, 0392 391592 hoặc là số hotline 0342 794038. Thì Lan sẽ giảm cho các bạn từ 500 cho đến 1 triệu nha. Rồi đồ chơi cao cấp thì Lan cũng sẽ giảm giá cho các bạn luôn. Thủ tục thì cũng rất là đơn giản thôi, chỉ cần là chứng minh hoặc là căn cước công dân là được rồi. Với lại là trong vòng tháng 4 này là bên mình đang có lãi suất rất là ưu đãi nha. Rồi tiếp đến cho các bạn nè là Winner X nha. Winner X, đây em này nè, 2022 mới ra, đang làm mưa làm gió trên thị trường này. Đây là phiên bản cao cấp thắng ABS nha, thắng ABS nha các bạn nha. Thì giá em này cũng tầm khoảng là 39 thôi, giá em này tầm khoảng 39 nha. Khi mà đến với cửa hàng á, có liên hệ trước á, thì Lan sẽ giảm cho các bạn từ 500 đến 1 triệu. Nếu mà các bạn mua góp á, thì các bạn chuẩn bị trước cho Lan tầm khoảng từ 5 đến 6 triệu là được rồi. Các bạn chuẩn bị trước cho Lan từ 5 đến 6 triệu. Bên Lan có đầy đủ tất cả các màu nha, màu zin hoặc là màu sơn 3D tùy theo các bạn thích thôi. Các bạn muốn sơn 3D thì bên Lan đều có nha. Muốn màu nào cũng có, tùy theo phong thủy của các bạn thôi. Các bạn thích màu nào đều bên Lan đều sơn hết. Và các bạn muốn lên đồ chơi cao cấp thì bên Lan vẫn có luôn cho các bạn nha. Thì nếu mà ai đang có nhu cầu á, mà muốn mua xe đó, thì các bạn cứ việc gọi vào số hotline cho Lan 0392 391592 hoặc là các bạn cứ việc inbox cho Lan, thì Lan sẽ hỗ trợ tư vấn nhiệt tình cho các bạn nha. Rồi nếu mà các bạn có muốn mà rinh những em này về á, thì chỉ cần chuẩn bị trả trước cho Lan tầm khoảng là 5 triệu đến 6 triệu là được rồi nha. Hoặc là các bạn có muốn trả thấp hơn á, thì các bạn cứ việc gọi cho Lan đi, Lan sẽ co hỗ trợ được á, thì Lan sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi video của Lan hôm nay tới đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn có muốn tìm hiểu thêm á, thì các bạn đón xem những clip sau của Lan nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.